Be vegan. Make peace. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some samples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. Con có cái thể nghiệm là con đi thăm viếng một cái cảnh giới địa ngục đó. Thì có rất nhiều những người gọi là cái gương mặt người ta rất hung dữ và người ta muốn như là ăn thịt con ấy. Thế và bên cạnh đó thì con nhìn ra thì cũng có 3-4 vị đồng tu. Thế con nói là thưa quý vị niệm hồng danh đi. Thế là con cũng cùng niệm với quý vị. Thế là người ta lại đổi sắc mặt và người ta lại quỳ xuống, người ta lạy chúng con. Đấy, con muốn nói là con rất là cảm ơn sư phụ đã tặng con là cái năm cái vị hồng danh đó. Và từ đó là con cũng tăng cái niềm tin, cái đức tin đã tăng. Và dạ vâng, con muốn cảm ơn sư phụ. Không có chị. Tốt. I have told you that the five names are very very important, very powerful. Even if you are in hell, if you remember it, you will be released. Remember that? Yes. The name of the five gods of the five worlds, within the five worlds, they are kings. So anybody hears their names, you know, they really bow down. Then nobody can touch you. It's a real protection, not just in physical life, but in hell and in heaven, anywhere, whatever universe you go. Please treasure it. Even if you don't have the experience like your brother there, do believe me, yes? I have no reason to tell you not truth. Be vegan, repentant, save your soul. Each of Master's disciples has similar, different, or more inner spiritual experiences and or outer world blessings. These are just some examples. Usually, we keep them to ourselves, as per Master's advice. For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com